Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Học viện Nhật ngữ EHLE Osaka vừa tổ chức sự kiện gặp gỡ tài năng và doanh nghiệp toàn cầu tại Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đặng Việt Dũng đến dự và phát biểu chào mừng tại sự kiện. Đây là lần thứ ba sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam và là hoạt động giao lưu gặp gỡ có ý nghĩa nhằm thúc đẩy tình hữu nghị và mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam-Nhật Bản, tăng cường công tác đối ngoại nhân dân giữa hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo nhằm tạo cơ hội học tập và tìm kiếm việc làm cho thanh niên khu vực miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung tại các doanh nghiệp Nhật Bản ở Việt Nam và tại Nhật Bản. Phát biểu chào mừng tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng nhấn mạnh, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã không ngừng đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các đối tác Nhật Bản. Hiện Nhật Bản cũng là đối tác đứng đầu về tổng số dự án doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố, với tổng số vốn đầu tư lên đến 809 triệu đô la Mỹ, chiếm 24% tổng vốn FDI. Hoạt động của doanh nghiệp giúp tạo công ăn việc làm cho khoảng 40.000 lao động. Hàng năm, nhiều hoạt động giao lưu giữa Đà Nẵng với các tỉnh, thành phố thuộc Nhật Bản được tổ chức để góp phần gắn kết thêm mối quan hệ giữa đôi bên. Thành phố cũng có hơn 14 trung tâm đào tạo tiếng Nhật hoạt động. Đây là những tiền đề quan trọng góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác Nhật Bản. Trong khuôn khổ sự kiện gặp gỡ tài năng và doanh nghiệp toàn cầu, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cục Ngoại vụ Bộ Ngoại giao và Liên đoàn Kinh tế KANSAI Nhật Bản tổ chức chương trình gặp gỡ vùng KANSAI Nhật Bản và khu vực miền Trung Việt Nam. Tham gia sự kiện có hàng trăm doanh nghiệp, các đơn vị giáo dục quốc tế Nhật Bản cùng đại diện sở ngành các tỉnh thành khu vực miền Trung. Hiện nay, chính quyền các tỉnh miền Trung, trong đó có Đà Nẵng, đặc biệt quan tâm thúc đẩy quan hệ với vùng KANSAI, Nhật Bản trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp, cụ thể trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, dịch vụ, du lịch, y tế, môi trường và giáo dục chất lượng cao. Về phía Nhật Bản, nhu cầu lớn nhất hiện nay là việc tiếp nhận lao động và thực tập sinh nước ngoài đến làm việc. Cạnh đó, vùng KANSAI cũng đang chuyển dịch và mở rộng khu vực đầu tư từ các thị trường khác sang Việt Nam, tìm kiếm các đối tác cung ứng sản phẩm hàng hóa lâu dài. Đây là những khía cạnh mà các địa phương miền Trung hoàn toàn có thể đáp ứng được. Vì vậy, buổi gặp gỡ là dịp để hai bên cùng trao đổi, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tạo dựng những kết nối ban đầu, góp phần thúc đẩy giao lưu hữu nghị và xúc tiến hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực.